Cư dân ở Tehran, Iran, ngày 26 tháng 2, mang khẩu trang thể thao và găng tay để ngăn ngừa COVID-19, giữa lúc virus chết người này đang lây lan nhanh chóng tại Iran. Tổng thống Iran cho biết, Tehran chưa có kế hoạch tức thời cách ly các thành phố, dù Iran là nước có số tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc, với 19 người chết trong số 139 ca được xác nhận bị nhiễm virus tính tới ngày 26 tháng 2. COVID-19 khiến mọi người hoang mang và nhu cầu về khẩu trang cũng như các mặt hàng sát khuẩn tăng cao, nhiều hiệu thuốc đã hết hàng. Tại Tehran đêm 25 tháng 2, các công nhân đã sát khuẩn các xe buýt công cộng và hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô, tháo bỏ các tay cầm trên trần xe để bớt các vùng có thể bị lây nhiễm virus. Đường xá ở Tehran dường như vắng xe hơn thường ngày, với những bảng khuyến cáo người dân chớ sửa chạm các mặt phẳng nơi đông người. COVID-19 đã khiến hơn 80.000 người bị lây nhiễm trên toàn cầu và hơn 2.700 người thiệt mạng, chủ yếu ở Trung Quốc. Trước tình hình lây lan nhanh chóng từ Iran sang khắp vùng vịnh Ba Tư, các chuyên gia cho rằng Iran có thể báo cáo chưa đầy đủ số ca nhiễm và tử vong.